Những bộ bàn ghế gốc Tây không chỉ là những sản phẩm nội thất làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của gỗ mà còn có tác dụng phong thủy tốt. Những bộ bàn ghế gốc Tây thường có hình dáng tự nhiên được bày trí để tạo nên sự thân thiện và vượng khí cho gia chủ. Vậy nên có rất nhiều khách hàng phải mất nhiều công sức để có thể sở hữu được một bộ bàn ghế gốc Tây độc lạ. Hôm nay, cửa hàng bàn ghế gốc Tây Minh Phú xin giới thiệu đến quý khách hàng một bộ bàn ghế gốc Tây hàng siêu phẩm. Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ bàn ghế gốc cây nguyên khối bằng gỗ mai tây. Bàn mai tây nguyên khối và 4 cái đơn bằng gỗ mai tây. Đơn có kích thước từ 40 cho đến 45 cm. Bộ bàn này là bàn xây nguyên khối, bàn có thiết kế những cái chỗ để cây nước thì có thể để gạt đặt thuốc ở đây các bạn. Thì bộ bàn này là có 3 chỗ như vậy, đây là 1 chỗ. Chỗ thứ hai ở đây, thì chỗ này là chỗ thứ ba. Những chỗ này mình có thể để chai nước, chai rượu hay để dưới mồi của mình cũng được. Bàn có chiều cao là 65. Đường thơm có chiều cao là 40. Cái đường này là cái đường lớn nhất ở trong đây, khoảng chừng 45. Chính chỗ nhỏ nhất của cái bàn khoảng 95 nha các bạn. Gốc mai tây này là một gốc mai tây già, nhân dân của nó rất là đẹp.